Xin chào các bác, đã rất là lâu lắm rồi mới có thể gặp lại các bác trên kênh mua bán ô tô cũ của Salon Ô tô Tùng Bách. Vì tình hình sức khỏe nên là hôm nay em Huyền mới có thể lên sóng. Đúng vào ngày mà quay trở lại thì Salon lại bán được rất là nhiều xe, và như các bác cũng thấy trên màn hình đấy, mọi hôm mà khi mà lên video thì lúc nào cũng kín xe cả bên này và phía bên kia luôn. Nhưng mà hôm nay thì gần như là không có xe luôn. Tại vì trong vòng 2-3 ngày vừa qua thôi em đã bán được khoảng gần 20 chiếc xe các bác ạ. Chắc là vì gần đến tháng 7 âm lịch rồi nên là mọi người đổ dồn đi mua xe rất là nhiều. Trong video ngày hôm nay thì có những chiếc xe mà đã có sẵn tại Salon Ô tô Tùng Bách. Có lẽ là anh chị nào mà theo dõi kênh nhà em lâu ngày đều thấy khá là quen mặt, và có cả những chiếc xe vừa mới cập bến mà em Huyền sẽ giới thiệu cho mọi người. Một số chiếc xe cập bến mới ví dụ như là Honda City RS màu trắng 2022 mà giá thì cũng chưa tới 500 triệu đồng luôn mọi người ạ. Nhưng mà trước khi đi đến sản phẩm đấy thì em Huyền xin phép được báo giá những chiếc xe mà đang có sẵn tại Salon Ô tô Tùng Bách để anh chị có thể tiện tham khảo. Hiện tại thì Salon em đang có khá là nhiều những chiếc xe hạng A, B, C, D, những chiếc xe trong phân khúc giá từ hơn 200 triệu cho đến 700-800 triệu cũng có luôn. Đầu tiên, màu xanh nhá mọi người nhá. Hai chiếc xe màu xanh mà em Huyền sẽ lên sóng cho mọi người luôn. Đấy là một chiếc xe thuộc phân khúc hạng A VinFast Fadin bản Bay, sản xuất năm 2021 với số km sử dụng có 1.800.000 cây thôi. Và một chiếc xe nữa em quay cho quý anh chị. Đợi đợi em một tí nhá mọi người nhá. Một chiếc xe nữa mà em sẽ quay cho anh chị đấy là một chiếc Soluto mà cũng khá lâu anh chị mới thấy, mặc dù xe đã có ở salon em cũng khá là lâu rồi. Chiếc Fadin này là một chiếc xe thuộc phân khúc hạng A, nó có rất là nhiều điểm gọi là vượt trội hơn, nổi trội hơn so với những chiếc xe khác cùng phân khúc. Ví dụ như là nó sẽ được trang bị máy 1.4 khỏe hơn những chiếc xe khác, vì thường những cái xe hạng A ấy, người ta trang bị máy 1.0 hoặc 1.2. Nó có chế độ bảo hành hãng là 10 năm hoặc là 18 vạn km, khẳng định rằng ở Việt Nam hiện tại thì dòng xe VinFast là dòng xe mà có cái chế độ bảo hành hãng là dài nhất, lâu nhất cho quý anh chị luôn. Ngoài ra thì phải khẳng định với mình một điều rằng đấy là chiếc xe này nó có cái phần thân vỏ rất là dày, khi mà anh chị mở ra đóng vào cảm giác nó rất là chắc chắn, và đặc biệt cảm nhận rõ rệt nhất là khi anh chị ngồi trong xe và sử dụng chiếc xe này đi qua những nơi gọi là đường sóc này hoặc là ổ voi, ổ gà, các anh chị sẽ thấy là nó rất là chắc chắn, hoàn toàn không có tiếng nọc sọc. Cảm thấy thân vỏ nó dày dặn và mình đi thì cảm giác nó an toàn hơn rất là nhiều, rất là đầm xe mọi người nhé. Và bây giờ thì giá rất là hợp lý, chỉ loanh quanh 300 triệu đồng là anh chị đã sở hữu một mẫu xe VinFast Fadin bản Bay, lăn bánh 1.800.000 km, sản xuất năm 2021 rồi mọi người ạ. Đấy, giá thì hợp lý mà xe đời cao như thế này thì chắc chắn anh chị phải tìm đến Salon Ô tô Tùng Bách và phải gọi cho em Huyền theo số điện thoại ghim trên màn hình để được cái giá yêu thương và ưu đãi nhất rồi mọi người nha. Đây là chiếc Kia Soluto sản xuất 2021 của anh chị ạ, màu xanh cực kỳ hợp với bác làm mệnh thủy. Đối với cái phiên bản Soluto mà số tự động ấy thì nó sẽ có hai phiên bản mọi người nhé, một phiên bản cao cấp hơn nữa. Nhưng đương nhiên là cao cấp hơn thì giá tiền nó cũng phải cao hơn rồi. Còn con này thì giá rất là hợp lý, đời 2021 cao hơn quý anh chị. Lăn bánh có 1.800.000 km thôi nhưng mà giá của em nó thì chỉ có 390 triệu đồng. Đây là giá mà salon gọi là chào bán thôi. Nếu như mà anh chị nào thiện chí thì phải gọi điện cho em, sau đấy thì em sẽ gọi là cân đối lên xuống, thuận mua vừa bán mà sẽ để cho anh chị một cái giá hợp lý nhất để anh chị sở hữu chiếc xe này. 1.4 thì nó cũng vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Và con này thì lốp cũng là zin theo xe toàn bộ nhá anh chị nhá. Thật ra thì mua xe cũ thì đối với những cái lốp xe mình cũng quan trọng rất là nhiều. Ví dụ như anh chị mà mua chiếc xe nào mà lốp nó mòn hết ở đây, hoặc là cái rãnh lốp nó gần như là không còn sâu như thế này nữa, thì mình chỉ đi được khoảng tầm vài nghìn hoặc 1 vạn hoặc là 1.5 vạn km mình phải thay. Còn với dàn lốp này anh chị có thể đi từ 4 đến 5 vạn km nữa vẫn cứ là thoải mái. Thật ra thì 4 quả lốp nó cũng khoảng loanh quanh tầm chục triệu rồi. Mua xe cũ thì thường là một phần là vấn đề kinh tế, một phần là có thể nhiều người thích xe cũ, nhưng mà dù sao thì cũng là tiền mà tiết kiệm được bao nhiêu thì hai phần đấy. Anh ơi vào đây để cho quý anh chị xem cái phần nội thất bên trong của chiếc xe Kia Soluto này nhá. Anh chị thấy không, những chiếc xe mà nhà Tùng Bách đã lựa chọn về để bán tại salon thì xe nào cũng thế, phải đẹp, phải zin, từ máy móc, động cơ, hộp số cho đến keo chỉ toàn bộ là zin hết, và nội thất bên trong cũng đều phải đẹp và tươi như thế này. Đối với Salon Ô tô Tùng Bách thì chỉ cần một chiếc xe già đi nhiều thôi là nhà em đã không mua rồi. Có thể nhiều bác thì chưa trải qua một trường hợp nào, nhưng mà có nhiều bác thì đã từng nhắn tin cho em và chào bán những chiếc xe, thì các bác có thể gọi là
biết ở trong lòng, chắc chắn là các bác sẽ không comment lên đâu, nhưng mà chắc chắn các bác sẽ có cái tự gọi là tự đánh giá ở trong lòng. Bác nào mà chào em ví dụ 2020, 2021 mà bảo là em ơi đi 5 vạn, 6 vạn hoặc 7 vạn rồi thì chắc là em đã từ chối luôn từ đầu rồi mọi người ạ. Nói chung là nhà em bán xe không chỉ là chất lượng mà nó còn là lương tâm nữa mọi người ạ, nó là niềm tin. Ngoài chiếc màu xanh kia thì em còn có cả Kia Soluto 1.4 Duelex sản xuất 2021 màu đỏ cho bác nào thuộc Mệnh Hòa nữa nhá. Con này thì còn đi ít hơn cả con xanh kia nữa cơ. Con này thì nó lăn bánh có 1.3 vạn km thôi, rất là đẹp và lốp cũng toàn bộ zin theo xe hết. Xe nào nhà em bán ra thì cũng đều cam kết về chất lượng và vấn đề pháp lý nên các bác cứ yên tâm. Đồng giá bán là 390 triệu đồng. Một con xe mà cùng đời nhưng mà nó chỉ chênh nhau vài nghìn km thì chắc chắn là nó không hề ảnh hưởng gì đến chất lượng. Em chỉ sợ nó chênh nhau vài vạn km thì mình mới phải đắn đo thôi quý anh chị ạ. Còn hai con này thì đều vô cùng đẹp nhá. Ở phía dưới này thì em đang có một chiếc xe hạng A nữa nhưng mà nó thuộc bản cao cấp hơn, nó là bản Plus. Con này thì nó sẽ có na răng phay theo xe này, sẽ có màn hình, có cam lùi và có cả tích hợp vô năng, nó rẻ hơn những cái đấy so với bản Bay và giá em cũng chào bán nhỉnh hơn một chút. Nếu như bản Bay màu xanh 2021 1.8 vạn kia em chào bán với giá loanh quanh 300 triệu đồng thì chiếc màu đỏ này em chỉ chào bán cho các bác gọi là nhô 300 triệu đồng một chút xíu, gọi là tiểu hồng một chút xíu thôi mọi người nhá, không hề chênh nhiều đâu các bác ạ. Ở đây thì em đang có hai chiếc xe nữa cùng màu trắng 2022 các bác ạ, mới lắm, form 2022, form mới nhất bây giờ của i10 nhá. Đây là phiên bản sedan và con này thì nó có một điều đặc biệt mà khi mà nói lên thì sẽ có nhiều bác hỏi là ô không hiểu sao mà đi ít như vậy đã bán. Con này đi có hơn 4.000 cây thôi. Các bác bảo có ít không cơ chứ. Con này là bản sedan thì mua mới nó sẽ đắt hơn cái bản hatchback một chút xíu. Nhưng mà giá bán thì nó cũng xem nhau thôi. Lúc trước thì chiếc xe này nhà em chào bán với giá là 400 triệu đồng. Tuy nhiên thì bây giờ em đã điều chỉnh và hạ giá bán xuống một chút. Con này hiện tại bây giờ em chào bán là 385 triệu đồng. Xe đi 4.200 km chưa hết rốt đa, được trang bị thêm thảm trải sàn và cả phim cách nhiệt. Mua về các bác chỉ việc đổ xăng vào là sử dụng thôi. i10 là cái dòng xe cũng được ưa chuộng rất là nhiều và đặc biệt form mới này thì em cảm giác là cái phần thân vỏ của nó rất là dày. Chìa khóa hai là hai chìa đầy đủ nhá và một chìa thì còn chưa cả bóc ra luôn. Ở phía bên này thì em đang có một chiếc xe hạng A gần như là rộng rãi nhất phân khúc hạng A và cảm giác như là giá của nó cũng gần như đắt nhất hạng A luôn. Honda Brio. Nói đến Honda thì các bác biết gì không? Điều đầu tiên mà khi ta nhắc đến thương hiệu Honda, đấy là máy móc của nó rất là bền, thực sự là nó bền bỉ theo thời gian luôn. Con này thì nó là phiên bản RS. Lúc trước thì khi quay lên ấy thì các bác sẽ thấy em có hai con. Nhưng mà con biển Thái Nguyên thì em vừa mới nhận cọc ngày hôm qua rồi, còn chiếc xe này là biển 98 Bắc Giang mọi người nhá. Cũng đi hơn 2 vạn cây và giá chào bán là 390 triệu đồng, bản RS phiên bản cao cấp nhất sản xuất 2020. Mở ra là nhìn thấy mới phấn lên rồi, không phải nói gì nhiều. Các bác nhìn hình ảnh là các bác biết cái con xe này của em nó mới như thế nào rồi đấy. Quá tuyệt vời đúng không? Máy 1.2 thì nó tiết kiệm nhiên liệu vô cùng luôn. Vừa rồi thì em có giới thiệu cho các bác một vài những cái chiếc xe gọi là hạng A và hạng B của Salon ô tô Tùng Bách. Bây giờ thì em mời các bác sang phía bên này nhá. Bên này hôm nay thì cũng khá là trống luôn mọi người ạ. Nhưng mà vẫn đủ xe để cho các bác có thể lựa chọn. Đầu tiên một con xe chắc là giá thấp nhất của Salon em bây giờ. Đấy là Vios G 2009. Con này có một điều đặc biệt mà khi nhìn thấy là cảm giác yêu luôn và muốn bê về để bán lại cho bác nào đó đang có nhu cầu luôn. Tại vì thực sự là con này nó đi quá ít, 9 vạn cây. 2019 đến bây giờ là đã qua 14 năm sử dụng nhưng mà chủ xe đi có 9 vạn km. Full lịch sử hãng, ngoài cái việc full lịch sử hãng để mình có thể căn cứ vào, các bác có thể nhận định từ những cái chi tiết khác, ví dụ như vô lăng, củ số, da ghế zin theo xe 100%. Và cái phần này, vì đi ít nên là nó còn rất là mới. Nếu như những chiếc xe đi nhiều thì gần như là nó bạc hoặc là phơi nắng phơi sương nó đã bạc hết rồi. Nhưng con này thì nó mới. Tại vì chủ cũ người ta không có đi nhiều mọi người, người ta đi rất là ít, 9 vạn cây em cam kết. Thật sự là đây là những một trong những chiếc xe phải gọi là hàng hiếm nhá mọi người nhá. 270 triệu đồng thôi là các bác đã sở hữu chiếc Vios G này rồi. Bản G luôn là bản số tự động đấy, máy 1.5 cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Con này thì hồ sơ gốc em đã rút cầm tay, nếu như bác nào mà mua thì đã có thể vào tên được luôn mọi người ạ. Giá rất hợp lý, đèn zin theo xe toàn bộ nhé mọi người nhé. Phía bên đây thì em đang có một chiếc xe hạng C. Con này thì có một điểm đặc biệt, đấy là nó đã được lên khá là nhiều đồ. Ví dụ như màn hình này, cam 360 này, phay la răng. Hyundai Elantra 1.6 AT sản xuất 2021, Salon ô tô Tùng Bách đang có hai chiếc.
Chỗ này thì đi lăn bánh manh quanh có 2 vạn cây thôi, lên khá là nhiều đồ. Chào bán với giá là nhô 500 triệu đồng một chút xíu. Còn cụ thể chính xác bao nhiêu thì các bác không được quên là phải gọi điện cho em Huyền theo số điện thoại trên màn hình đâu. Nếu như mà không thích những chiếc xe mà đã độ thì các bác có thể lựa chọn sang một chiếc xe vẫn còn nguyên bản. Đối với cái dòng Hyundai Elantra 1.6 AT lại còn sản xuất 2021, em đang có sẵn 2 chiếc luôn. Một chiếc 2 vạn km thì đã độ và một chiếc thì vẫn còn nguyên bản ở đây các bác nhé. Thật ra thì đối với chiếc xe kia mặc dù đã độ nhưng mà toàn là những cái tính năng mà gọi là những cái tính năng hàng ngày thôi, nó không ảnh hưởng gì với vấn đề đăng kiểm hay là vận hành cơ cấu của xe. Tuy nhiên thì có nhiều bác thì thích độ, nhiều bác thì lại chỉ thích nguyên bản thôi, thì các bác có thể lựa chọn chiếc này. Cả 2 con xe thì đều đi ít, chất xe thì cực kỳ là chắc chắn, cực kỳ là tươi xe và giá bán thì đều là nhô 300 triệu đồng một chút xíu. Còn phía bên cạnh này thì cũng là một Elantra nữa đấy, nhưng mà nó là số sàn, giá hợp lý hơn rất là nhiều, chỉ có nhô 400 triệu đồng thôi. Con này thì sản xuất 2020, chủ cũ đã phay la răng này, đã lên ghế da vì nguyên bản nó là ghế nỉ mà. Con này em bán là 440 triệu đồng mọi người nhá. Elantra là thuộc phân khúc xe hạng C cùng với lại Cerato đấy mọi người ạ. Cái dòng xe này thì thực sự là thiết kế nhìn nó rất là khỏe khoắn và cái hãng xe của nó thì đã ở Việt Nam rất là lâu. Cái chất lượng của nó thì chắc chắn là các bác không phải chê ở đâu được rồi. Ở bên đây thì em đang có 2 chiếc xe hạng B này mọi người này. Một con là Hyundai Accent bản tiêu chuẩn 2021, lăn bánh hơn 2 vạn km. Hiện tại thì nhà em đang chào bán chiếc sản phẩm này với giá là 445 triệu đồng. Và một chiếc cũng hạng B nhưng mà nhỏ hơn so với Elantra, sorry các bác nhá. Tức là cái chiếc xe này này cũng hạng B là Actarger nhưng mà nó nhỏ hơn Accent một chút xíu. Tại vì Accent thì mọi người hay gọi là B cộng đấy, con này là Actarger. 2021 1 vạn 8 km biển Thái Nguyên một chủ từ đầu, lăn bánh là 1 vạn 8 cây và hiện tại em sẽ chào bán chiếc xe này là 390 triệu đồng mọi người nhá. Con này thì 1.2 và rất là tiết kiệm. Có một điểm nổi trội ở cái dòng xe này này. Đấy là mặc dù cùng với những chiếc xe nhỏ gọn hạng B ví dụ như là cùng với Soluto hoặc là Mazda 2 tiêu chuẩn chẳng hạn thì duy nhất đây là chiếc xe mà người ta trang bị thêm điều hòa gọi là điều hòa tự động và thêm cả đèn lồi thông minh. Chiếc xe này thì được chủ cũ lên cả một cái màn hình Android nữa rồi nên là mua về các bác sẵn sử dụng thôi. Máy 1.2 thì siêu tiết kiệm nhiên liệu. Phía bên trong này thì em đang có một chiếc Hyundai Kona mọi người ạ. Hyundai Kona crossover đô thị gầm cao bản tiêu chuẩn 2.0 sản xuất 2020. Lúc trước thì em chào bán là 530 nhưng mà bây giờ thì đã điều chỉnh xuống rồi. Nếu như mà bây giờ bác nào mà có nhu cầu mua chiếc xe gọi là Hyundai Kona mà gầm cao để có thể mình sử dụng cả trong khung đường thành phố và khi mình phải đi những đường đèo này đấy thì nó tiện lợi hơn, các bác có thể mua chiếc này 3 vạn 6.000 km và giá chào bán của nhà em là 510 triệu đồng. Giá này là giá mong muốn nên là nếu mà anh chị nào thiện chí thì có thể gọi. Sản phẩm MG5 này thì có lẽ là sẽ bỏ qua trong video này tại vì sáng nay vừa mới nhận cọc khách hàng Bắc Giang rồi. Bình thường thì ở đây song song với lại chiếc Xpander gọi là lặng vía nhất từ trước đến giờ, thực sự trong 6-7 năm làm xe thì chưa bao giờ có một chiếc xe nào ở lại với nhà Tùng Bách lâu như vậy. Mặc dù em nó mới lăn bánh 1 vạn 9, zin từng con ốc phải gọi là cam kết bằng tất cả những gì đã làm từ trước đến nay. Zin đét mà em không biết vì sao nó lại nặng vía như vậy. Đã bán rồi xong lại vì lý do gì đấy lại quay lại xong ngồi bán xong kiểu kiểu như vậy. Bây giờ thì em chỉ rào bán gọi là hơn 500 triệu đồng một chút xíu thôi. Nếu bác nào mà quan tâm đến Xpander 7 chỗ máy xăng 1.5 công nghệ của nhà Mitsubishi thì tiết kiệm như nào các bác biết rồi đấy, mà zin đét từ đầu đến đuôi, nốt mua về chỉ việc đi không phải thay, 1 vạn 9 cây cam kết, thì các bác nhớ là lựa chọn chiếc xe này nhá mọi người nhá. Không để các bác thất vọng đâu vì khi các bác mua chiếc xe này em khẳng định luôn là chiếc xe này nó hoàn toàn chất lượng như xe mới, tức là không hề có đâm va hay ngập nước hoặc là máy móc động cơ của nó đã bị ra mà là zin 100% nhà sản xuất. Bình thường thì ở đây mọi người sẽ thấy là chai với laser đúng không? Nhưng mà sáng nay chai với laser thì đã phun tiền theo anh trai Hương Canh Vĩnh Phúc rồi. Bây giờ thay thế cho em nó là một chiếc Ford Eco Sport Phone mới, lại còn phiên bản Titanium, sản xuất 2021, màu đen vô cùng bóng bẩy, vô cùng thể thao, gọi là cơ bắp rất là đẹp trai luôn. Lăn bánh có 2 vạn cây, rất là mới, tính ra thì mỗi năm cũng chỉ đi loanh quanh có 1 vạn thôi. Lốp thì zin theo xe, giá thì hợp lý vô cùng, cũng nhô 500 triệu đồng một chút xíu thôi là em sẽ cho em nó ra đi.
Con này thì về độ đầm chắc, nói thật ra là đối với những chiếc xe Mỹ thì cái độ đầm chắc của thân vỏ, độ dày dặn gọi là các bác không thể chê vào đâu được, từ những chiếc bán tải kể cả là Chevrolet luôn. Thật sự đánh giá rất là cao về cái độ gọi là độ an toàn khi người ta sản xuất những chiếc xe đấy. Ở bên đây thì em có một chiếc xe thì có một thời gian nó là thế mạnh của nhà Tùng Bách Thái luôn, Thái Nguyên luôn. Nhưng bây giờ thì không gọi là thế mạnh của nhà em nữa, vì thật sự là bây giờ không có xe cũ để mua mấy, bây giờ nhà không có nhiều xe. Đây là một chiếc MG, MGZS phiên bản luxury sản xuất 2021 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đây là phiên bản cao cấp nhất của MGZS tại Việt Nam luôn cũng như trên toàn thế giới, vì nó sẽ được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, trang bị 6 túi khí an toàn, 6 loa. Và chiếc xe này thì lăn bánh có hơn 2 vạn km, nhà em sẽ chào bán cho quý anh chị với giá là 485 triệu đồng. Nhớ chỉ vài tháng trước đây thôi mình phải mua cái bản này với giá khoảng tầm 530, 540. Bây giờ thì mình chỉ mua với giá 485, thực sự là một cái giá rất là hợp lý. Và con này thì anh chị sẽ được bảo hành hãng là 5 năm không giới hạn km. Ngoài ra đối với chiếc MGZS mà 2021 mình sẽ được tặng là 5 năm bảo hành hãng miễn phí. Tức là chiếc này mà 2 vạn 4 mà 1 vạn người ta đi bảo hành một lần thì tức là mình vẫn còn 3 lần bảo hành hãng miễn phí nhá các bác nhá. Rất là nhiều gọi là tính năng option và cái chế độ bảo hành hậu mãi của nó rất là tốt. Đại lý thì gần như là trên 54 tỉnh thành Việt Nam đều có rồi. Gầm cao 500 à 485 triệu đồng. Em khẳng định rằng không có một mẫu xe nào có thể qua được chiếc này nữa. Phía dưới này, một em hai em luôn mọi người ạ, cũng là đến từ Nhật đấy, đều là Mazda BT50, nhưng chiếc xe này nó là bản thường, tức là 4x2 AT thường thôi, 2016. Nắp thùng cao đã có 6 vạn, 7 vạn km, với giá chào bán là 399 triệu đồng. Và bên này thì nó là bản luxury, tức là một cầu nhưng mà cao cấp hơn đối với bản AT thường này. Bản luxury này nó sẽ có 6 túi khí, có ghế chỉnh điện và khi mua mới thì nó sẽ đắt hơn đối với bản AT khoảng 6-70 triệu đồng. Con này thì bây giờ em cũng hạ giá bán. Lăn bánh thì nói chung là có loanh quanh 2 vạn km, lốp zin theo xe và khẳng định cam kết km. Con này mới, sơn zin của nó gần như trên 90%. Giá bây giờ thì hợp lý lắm mọi người ạ, hơn 500 triệu đồng là các bác đã sở hữu chiếc xe này rồi. Giá quá hợp lý luôn đúng không ạ? Để em xem chiếc xe này là xe gì để giới thiệu cho các bác. Trời ơi, một con xe khẳng định mới, sơn zin nguyên con, 14 cây số mọi người ạ. Chưa cả ra tên ai luôn, đây là chiếc Vios E sản xuất 2023 bản CVT số tự động mọi người nhá, 14 cây. Chưa vào tên ai, tức là ví dụ bây giờ mà anh chị nào mua thì sẽ là chủ đầu tiên, nó giống như nhà các bác mua ở trong hãng vậy. Các bác sẽ cũng cùng được hưởng những cái chế độ như trong hãng, ví dụ như là được giảm 50% thuế trước bạ này. Ví dụ như là khi mình vào tên thì người ta mới bắt đầu kích hoạt cái chế độ bảo hành ở trong hãng nhá mọi người nhá. Mọi người sẽ không mất dù chỉ là một ngày bảo hành nào luôn. Sơn zin toàn bộ cây con xe này luôn. Ở trong hãng thì đang chào bán là 528 triệu đồng là xe không, chưa có thuế. Lăn bánh nữa nó sẽ rơi vào khoảng tầm 555 triệu đồng. Còn bây giờ mua xe này thì em chỉ bán cho các bác là loanh quanh chưa tới 5 triệu đồng, 500 triệu đồng xe thôi. Tức là lăn bánh thì các bác cũng chỉ bằng chi phí lăn bánh của con này cả thuế rồi. Mọi người cũng chỉ bằng là chi phí mua xe không ở trong hãng thôi, mà con này cũng mới tinh như vậy. Tự nhiên tiết kiệm đôi chục triệu đồng mà vẫn có xe mới tinh thì các bác nhớ là đừng bỏ qua cái sản phẩm này của nhà em nhé. Một năm thì cũng chỉ được 1-2 cái sản phẩm như này thôi mọi người ạ. Em nhớ năm ngoái là con Veloz, Veloz Group anh nhỉ? Còn năm nay thì chỉ có Vios E CVT 2023 các bác nhá. À, form mới thì nhìn cũng rất là đẹp luôn. Ở đây là một cái sản phẩm nữa. Một con xe cũng là 7 chỗ này, cũng 1.5, cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu của nhà Toyota. Đây là Toyota Rush màu đỏ mận sản xuất 2021 các bác ạ. Con xe này thì lăn bánh 3 vạn cây số và em sẽ chào bán cho quý anh chị với giá là 550 triệu đồng. Giá này thì còn thương lượng một chút xíu nên là anh chị nào mà thiện chí đối với cái sản phẩm này thì anh chị nhớ gọi cho em nhá. Phía dưới này thì em cũng còn một con xe 7 chỗ nữa. Nó sẽ rẻ hơn so với đối với dòng rút hoặc dòng Xpander, và cái xe này thì cũng được các bác lựa chọn rất là nhiều cùng với dòng Ertiga. Đây là Suzuki XL7 2020 mọi người nhá, cũng màu đỏ mận luôn và con này thì lăn bánh 5 vạn 5.000 km. Giá chào bán thì em bán với giá là 470 triệu, đọc cho các bác gọi là giá tình thương luôn. Tuy nhiên thì nếu như mà mình có thể kết hợp vào việc được cái con này thì em vẫn cứ bớt lòng một chút xíu, tại vì mua một chiếc xe vài trăm triệu chẳng nhẽ lại không thể ra lòng cho các bác một chút để các bác đi lại may mắn thì sao. Còn phía ngoài này thì đây, xin mời các bác cùng chiêm ngưỡng cái sản phẩm vừa mới về của salon
ô tô Tùng Bách Honda City RS mọi người nhá. Rất là đẹp luôn. Honda City RS các bạn nhìn này, sản xuất 2022 mà giá bây giờ nó chưa đến 500 triệu đồng đâu, hơn 400 triệu đồng, biển 98A. Anh đi một vòng cho các bác xem. Đây là xe mộc toàn bộ. Trên phần thân xe, nói chung là em sẽ chỉ thẳng cho các bác, có một vài vết xước sát rất là nhỏ, không tránh được. Thì những cái vết xước sát nhỏ này em sẽ cho đánh bóng, sơn tỉa lại, hoàn toàn không có va đập gì cả. Thật ra thì kể cả các bác mua xe vừa mới trong hãng, các bác đi ra đường cũng đã có thể xảy ra những cái vết xước sát nhẹ này rồi, không thể tránh được đâu. Còn đối với một chiếc xe như này thì em khẳng định đây là một sản phẩm vô cùng chất lượng. Không biết là có khóa cửa không? Không khóa anh ạ. Anh quay vào đây cho các bác xem nhé, không khóa đâu. Trời ơi, xe mộc toàn bộ mà nó mới và đẹp như thế này. Có màn hình, có thảm trải sàn, có phên cách nhiệt, nói chung là đầy đủ hết rồi. RS thì nút em nhớ không nhầm nó cũng phải lăn bánh khoảng tầm 660, xong nút giảm cũng 630. Nói chung là trong cái phân khúc hạng B thì City RS và Nissan Almera là hai cái xe gần như là rộng rãi nhất và giá thành của nó cao nhất. Ấy mà đi nó cũng rất là sướng luôn. Đây mà bây giờ giá hợp lý. Nói về Nissan Almera thì hôm qua ấy, em có con màu cam, nhưng mà sáng nay thì em đã được gọi là nhận cọc của khách hàng Bắc Linh rồi mọi người ạ. Nên là cũng rất là yên tâm. Nói chung là dạo này bán xe nhanh lắm. Nó lại quay lại với guồng công việc của trước kia rồi, bán rất là nhanh nên là cũng cảm thấy phấn khởi. Các bác thấy hôm nay quay video nên nó cũng có tinh thần hơn rất là nhiều. Đây là một con xe mới về nữa của nhà Tùng Bách Thái Nguyên. Solata, xe hạng D, sản xuất 2011, giá chào bán hơn 300 triệu đồng mọi người nhé. Quay qua cho các bác xem con này thôi, chứ con này em vừa mới về thôi. Này các bác nhìn này, xe hạng D. Con này hình như là có ghế chỉnh điện cả hai bên phải không anh? Để em xem nhá. Nếu mà em nhớ không nhầm thì chuẩn luôn là đây là một chiếc xe mà có ghế chỉnh điện hai bên. Chuẩn luôn, hơn 300 triệu đồng mà sở hữu cái con xe gọi là cực kỳ nhiều option. Mà nói thật ra đi xe hạng D nó sướng lắm, mấy cả các bác nhìn cái form dáng này đi. Thật sự nói như kiểu là trường tồn với thời gian luôn ấy mọi người ạ, trường tồn với thời gian luôn. Đây là hai cái xe mà vừa mới về của nhà Tùng Bách Thái Nguyên. Phía bên kia thì anh Giai bên kia là đang cả số con BT50 2020. Con đấy thì em đã nhận cọc khách hàng Thái Nguyên rồi. Nói chung dạo này bán thì nhiều lắm, không có xe để mà bán nữa. Nên là nếu như mà bác nào mà đang không có nhu cầu sử dụng xe nữa, hoặc là bác nào mà đang có nhu cầu muốn lên đời xe mà có cái xe cũ của mình, nói chung là xước sát thì không tránh được, nhưng mà xe thì vẫn còn nguyên zin, ví dụ như là từ máy móc, động cơ, hộp số cho đến keo chỉ, thì các bác nhớ gọi điện cho em để bán lại cho em nhé. Em sẽ mua với cái giá hợp lý nhất. Salon em thì có địa chỉ tại tổ 2, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Em hỗ trợ trả góp trên toàn miền Bắc và nhận vận chuyển xe trên toàn quốc luôn. Nếu như mà bác nào yêu thương yêu thương thì các bác nhớ là phải gọi cho em Huyền đấy. Chạy xem nào, em đã nghỉ được tầm 1 tháng rồi. Em nhớ là có một bác bảo là sau gần như tháng nào em Huyền cũng ốm. Tại vì thật ra là mình cũng không phải muốn ốm mà sức khỏe là không cho phép. Hôm nay mình có thể quay lại để quay video cho các bác, nên các bác cho em xin một like và một comment để ủng hộ cho video này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video ngày mai ạ.